theo tông đồ tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thể. Không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến cùng với tất cả các thánh. Amen. Anh em thân mến, ngoài ra tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa, vì anh em biết rõ, phóng thị chúng tôi